Đề bài cho gì? Một đường tròn nè, điểm A nằm ngoài đường tròn, đây là tiếp tuyến nè, đây là tiếp tuyến nè, đặt điểm bằng 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 bằng, hiểu? Cắt tuyến nè, cắt tuyến thì cắt đường tròn tại hai điểm nè. Y là gì của đoạn này? Chung. Thì đoán liền cái đoạn này sẽ vuông. Vuông góc chứng minh O I B A C nội tiếp đường tròn, chọn cắt. Hai tứ giác chọn. Kiếm B O C chốt. Tiếp bằng nhiêu chứng 90 độ lẹ lên. Rồi rồi nói rồi mà nói hoài vậy. Góc này bằng 90 độ. Góc này suy ra hai góc đối cộng lại bằng 180. Đọc đàng hoàng góc B cộng góc C bằng 108. Suy ra tứ giác nội tiếp đường tròn, mở ngoặc lý do chốt. Tứ giác có hai góc đối bù nhau. Tiếp tục cũng tương tự xét tứ khoan. Suy ra tứ giác đó nội tiếp đường tròn. Thiếu cái ý này nè. Đúng rồi, đường kính là O O A hoặc là A O. Tiếp, xét tiếp. A B I O. Đúng rồi. Có góc B bằng góc Y bằng 90 độ. Ai cho chỗ này bằng 90 độ? Phải chứng minh trước nha. Phải chứng minh trước nha. Để cái tiếp. Suy ra. Có bằng nhau chưa? Hồi nãy có bằng nhau chưa? Chưa với nó bằng nhau. Bằng góc Y. Đúng bằng rồi. 90 độ. Suy ra tứ giác A B I O nội tiếp đường tròn. Đúng rồi. Đường kính O A. Đúng rồi. Có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau. Rồi đánh số 1, số 2 suy ra 5 điểm đó thuộc đường tròn. Nè, hồi nãy mình thiếu một ý nè Bon. Thiếu một ý. Suy ra tứ giác này nội tiếp đường tròn đúng không? Phải suy ra O B A C thuộc đường tròn đường kính O A. Tiếp tục tứ giác này nội tiếp đường tròn đúng không? Suy ra B A O Y cũng thuộc đường tròn đường kính O A. Từ số 1, số 2 suy ra 5 điểm đó thuộc đường tròn, có nghe kịp không?